Kính chào quý vị đến với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương đến với làn sóng BWN TV 57.3 vào thứ hai và thứ tư từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Chương trình hôm nay chúng tôi trở lại với làn sóng với luật sư David Vương là một văn phòng chuyên môn về những vụ tai nạn xe cộ, những vụ liên quan đến bảo hiểm. Và trở lại bây giờ, chào luật sư David Vương. Dạ, xin chào Quốc Bình. Vâng, không biết là trong một coi như là tuần này thì đối với anh là văn phòng so ra là bận hơn tuần trước không anh? Bận hơn tuần trước. Như vậy có những cái sự kiện nào mà anh cũng chia sẻ được quý vị không? Có cái vụ kiện nào thắng mình chia vui được không anh? Không, chỉ bận thôi chứ không phải là thua kiện. Là chưa có kết quả phải không anh? Chưa có cãi. Nhưng mà thường là một cái vụ mà anh có trong văn phòng, cái vụ mà nhanh nhất của anh là bao nhiêu lâu thì từ lúc mở sổ đến lúc đóng sổ xong, mà lâu nhất là cái kỷ lục của anh là bao nhiêu? Nhanh nhất chắc nghĩ có khoảng 6 tháng. Wow. Rồi chậm nhất thì hình như 2009. Wow, vẫn còn đến bây giờ luôn. Dạ. Wow, 6 tháng nghe cũng hơi thấy lâu quá nè. Dạ, cái 6 tháng là gọi là trung bình, average. À. Dạ, tại vì mình đi bác sĩ hết 3 tháng rồi. À. Thấy không? Xong rồi tiến hành giấy tờ, rồi qua lại. Đi men này rồi. Lại nữa. Vậy là gì đó? Đi men á. Lúc mà mỗi lần ra tòa là bên này nộp hồ sơ, bên kia nộp hồ sơ. Ồ, cái đó là chưa, nếu mà ra tòa là kéo khoảng 2 năm trở lên. Ồ, vậy á. Dạ. Cái này là chỉ dân văn phòng thôi á. Vâng, sơ sơ nói vậy để quý vị có một cái khái niệm chung chung là đó là tai nạn xe cộ phải không anh? Dạ. Yeah. Đó. Có nghĩa là nếu mà tai nạn xe cộ mà quý vị thấy là thường là mình chuẩn bị tinh thần trước là khoảng 6 tháng trở lên phải không anh? Dạ. Yeah. Đó, thì đó là cái chuẩn bị tinh thần, nhưng mà hôm nay thì anh đem đề tài gì đến quý vị khán giả? Hôm nay David muốn nói một chút tí về luật gia đình. Yeah. Trong mấy tuần vừa qua, luật sư Vương có nhận được rất là nhiều hồ sơ về luật gia đình. Thì trong cái luật gia đình nó có hợp với cái luật hình sự. Thường thường cái luật di trú á, nó gọi là immigration law đó, thì thường nó kẹp tới hình sự. À. Đó, nó hình sự là mình không có quốc tịch Mỹ thì mình bị hình sự, mình có thể bị ở tù, rồi mình có thể bị đem về Việt Nam. Họ không cho mình vào quốc tịch đó. Dạ. Thì cái luật gia đình á, thì trong gia đình có nhiều lúc cãi cọ với nhau, thì nó mới tiến lên cái hình sự. Sau bây giờ ý David muốn nói đó, nếu mà trong gia đình của chúng ta mà cãi cọ với nhau, hoặc là trong cái gia đình nó có thể là có dùng cái chữ là boyfriend với girlfriend cũng được, mà nó có cái lạ nữa đó, gia đình ở đây đó, nó cũng nói đến là nếu mà chúng ta bóng lại cái cũng là gia đình. Cho dù là tiểu bang Texas này họ không chấp nhận cái hôn nhân đồng tính. Cái này mình nói về cái luật mà cho hình sự thôi. Chứ mình không nói về luật có nghĩa là bạo hành. Bạo hành á. Vận tính luôn đó là luật gọi là bạo hành gia đình luôn. Yeah. Chứ không phải nhớ khi đến lúc đó không, tôi không phải là boyfriend đó mà tôi là roommate. Yeah, tại vì mình tưởng là luật gia đình nghĩa là mình trong gia đình, nhưng mà boyfriend girlfriend nó không tính gia đình. À. Đó, mà boyfriend girlfriend mà nam với nam, nữ với nữ cũng tính luôn. Không, nhưng mà ai là người xác định đó là boyfriend girlfriend anh? Tại vì đến lúc đó là không, đó không phải là boyfriend girlfriend mà chúng tôi ở chung với nhau là giống như roommate thôi. Không, mình xác định chứ. Tại vì họ believe, họ tin tưởng là họ tiến tới cái hồ sơ. Sau cái nó lạ có một cái đó, thì ở đây nó có 7 điều. Sau khi mà cảnh sát bắt mình bỏ cái tội family violence thì bên state nghĩa là bên công tố viên đó, bên công tố viên sẽ xin 7 điều cấm mình. Cái điều thứ nhất á, là công tố viên họ sẽ xin á, là họ sẽ không có cho mình đụng chạm tới cái người đó, họ là giữ khoảng cách thích hợp nào đó. Giữ cách ra, không có được commit nữa, là không có được đánh nữa. Điều thứ hai nữa đó là chúng ta không có, nó gọi là theo hình sự nữa. Đừng làm tiếp tục những cái hình sự nữa. Là thí dụ như bây giờ chúng ta uống rượu lái xe. Nếu về luật gia đình mà đánh, đúng không? Bây giờ chúng ta không đánh mà chúng ta chửi cũng không được. Nó không cho những cái giống giống như vậy nữa. Thì thứ nhưng ba hình sự khác thì có là không tính phải không anh?
chắc như là hình sự, chắc như là đi uống rượu lái xe cũng là hình sự phải không? Không, không, cái này mình, trong cái này, cái này mình nói trong cái gia đình này thôi. Để mình uống rượu mình đi ở ngoài đường. Rồi. Sau bây giờ là điều thứ ba đó là mình lúc mà mình nói chuyện đó thì mình không có được nói in a threatened manner, nghĩa là mình không có hăm dọa, mình không có harass cái người đó được. Thì cái người đó đó nó có thể cộng với gia đình của họ nữa. Thí dụ như bây giờ mình có má vợ, mình có anh hai, mình có mấy người ở trong đó, gia đình đó, thì nó liên tới người đó luôn. À, với là đó, cũng không được nói threat đối với cái đối tượng đó và những người trong gia đình của người đó. Một điều nữa đó là mình không có nhờ người khác threat giùm. Quốc Bình mày, Quốc Bình mày nói với tao cũng không được. Tôi không có nói nha, Quốc Bình nói, nhưng mình không có nhờ người khác nói được. À, mình không có chữ qua, mình không có nhờ người khác chữ giùm, không có được, cái đó là không cho. Ta tự nguyện là sao anh? Một điều nữa đó là chắc là điều thứ 5, thứ 6 là mình không có được mang súng. Ngoại trừ ra nếu mình là người ông cảnh sát, đúng không? Có nhiều lúc ông cảnh sát trong gia đình, ông cảnh sát ông bị trục trặc, nhưng mà cái đó là việc làm của ông có quyền mang cảnh sát, nhưng mà mình là người thường đó là mình không có được mang súng. Đó. Và một cái quan trọng là cái này là rất là lớn, là mình không có được gần cái nhà đó trong vòng 200 feet. Trong vòng 200 feet là mình không có gần được cái nhà đó. Ví dụ cái nhà mà mình ở đó. Và điều thứ cuối cùng là điều thứ 7 đó là không có được gần 200 feet chỗ làm của người đó. Cái này là nhà và chỗ làm. Chỗ làm. Sâu quá là nghĩa là mình đi lang thang ngoài đường á. Nhưng bây giờ hai người đang ở chung nhau, rồi ai là người ở lại mà ai là người phải đi? Cái người mà bị ở tù sẽ phải đi. Đó. Sâu bây giờ nó quan trọng là cái điều này. Là mình đi làm với vợ mình, có một cái tiệm. Mình có cái tiệm, mình đi làm mình giống như mình own cái restaurant đi. Đúng rồi, hai người làm chung. Mình nấu ở đằng sau á, bả chạy bàn. Đúng không? Rồi sao ha? Thì bây giờ mình không được đi lại cái tiệm, tại cái chỗ làm bả mà. Rồi. Không được đi. Thì bây giờ cái thùng nước lèo nó không có ngon nữa. Tiệm nó sẽ sập. Đúng. Đúng không? And lỗ rồi, nhất nữa là nếu mà vợ mình không biết nói tiếng Anh nữa. Không về, có điều hành, không hoạt động được. Không có trả tiền bill, không tùm lum la hết. Thì cái chỗ mà làm á, có nhiều lúc mình làm cùng chỗ với bả là mình chết á. Thì trong trường hợp đó rồi sao anh? Trong trường hợp đó sao mình phải nghe lời ổng nha. Đây mình tiến tới là mình chết á. Thì thật sự đó nó là một cái điều rất là khó xử, mà nhiều thật sự anh không nói vì làm chung mà cứ thấy gia đình mà bất ổn anh. Nhiều khi thì nói thiệt thì không, công việc business mà không chung mà riêng á, nhiều khi nó cũng dễ sụp lắm, nó không còn tinh thần, nó không còn điều hành được đúng nữa, thành thử là cái energy nó cũng không còn. So, cái này David nghe cái này hoài nhưng mà cẩn thận, ý đây muốn nói cái chương trình ngày hôm nay đó là lúc mà mình cãi lộn với nhau, cái này không phải đánh lộn nha, không phải là kiếm hay là súng này nọ, cãi lộn với nhau thì chúng ta cẩn thận là chúng ta nên đi một cái phòng khác, nên chúng ta nên đi ra ngoài hotel đi, chúng ta đừng có tiếp tục nữa, mà chúng ta cái chúng ta đừng có nên gọi cảnh sát. Thì nhiều lúc mình biết trước á thì nó đỡ. Tại vì sao? Tại vì mình, nếu mà mình gọi cảnh sát thì ở trong cái phong tục của người Mỹ á là gọi cảnh sát à. Thì cảnh sát nó tới là nó bắt con đứa. Thì quả thật thì nếu mà đó là một cái sự mà nó đe dọa đến mình, thật sự mình phải cũng phải cần gọi cảnh sát. Cái đó thì David đồng ý rồi. Nhưng mà nhiều khi có một số người gọi là hơi bị lạm dụng đó. Yeah. Cứ hỏi là cứ tôi gọi cảnh sát là giống như dùng cái đó thành một cái phương tiện để đe dọa người kia vậy đó. Yeah. Thì cái khổ của con cái là thường thường đó thì phụ nữ hơn gọi cảnh sát. Thì cái đó David cũng hiểu đó, là tại vì mình mạnh hơn phụ nữ, cũng hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà ý cái David muốn nói là cẩn thận, là tại vì nhiều lúc sau khi mà cái hồ sơ này nó xuất hiện ra rồi đó, mình không có nói với người kia công tố viên là bỏ qua đây, cái chuyện đó không phải là sự thật. Nếu mình nói cái câu đó đó thì mình lại ở tù. Nghĩa là mình bỏ thời gian, mình bỏ giờ cảnh sát, giờ 911 để họ làm cái này, mà trong khi đó mình nói bỏ qua đây, cái này không chịu thật là chết. Đúng rồi. Là cái người đó ở tù. Đúng, đến lúc này là coi như cái lúc mà gọi là bên công tố viên họ làm việc rồi, đúng là không còn cái quyền của mình để mình quyết định ngừng hay đi tới hay đi lui nữa. Đúng. Đó. Thì bây giờ đó, bây giờ
ổng á là cái người biết lái xe, chết nữa. Rồi bây giờ không có bây giờ ai chở con đây, mà không được gần con nó mới chết. Tự nhiên thành bế tắc luôn đó. Yeah, thì ý ở đây mình muốn nói là gì? Là chúng ta phải cẩn thận. Nhiều lúc chúng ta nóng, chúng ta nên bỏ qua cho với nhau. Chứ mà chúng ta mà gọi 911 nó tới này nọ tùm lum la hết phiền lắm. Là cái này xong rồi nó có cái hình sự nữa. Mình có nó cái nếu mà chúng ta vô quốc tịch Mỹ nó còn qua cái di chú nữa. Nó còn qua di chú nữa là tại vì family violence á, là nó phạt nặng lắm. Nó nằm ở trong cái hồ sơ của mình. Cái family violence á, nó xóa không có được quốc bình. Nó không có được shield luôn, nó không có được non-disclosure. Family law line là nó không cho. Nhưng mà cái cơ hội cái người đó vẫn còn đô cô vô quốc tịch được thì nó nhiều ít hay sao? Cái cơ hội vô quốc tịch thì cũng được, nhưng mà phải đợi tới 5 năm lận, nhưng mà đừng có dùng súng. Nó gọi là activated assault, là dùng súng đạn là cái đó là nó phạt nặng lắm. Thì coi là vẫn có cái cơ hội nhưng mà cũng là sự phiền phức. Thì hy vọng là nhiều khi đối với quý vị ngoài kia, nhiều khi mình hơi bị chủ quan, mình cứ nghĩ là cứ hở một cái là mình đòi gọi cảnh sát đó. David có một cái hồ sơ nó gọi là threat là hăm dọa. Bây giờ David có con rắn, David thả con rắn vô trong nhà của Quốc Bình. Mà con rắn đó là nó không có poisonous, nghĩa là nó không có bị không có độc đó, không có độc á. Thì cái người Quốc Bình mới thừa David là threat. David nó không thừa cái con rắn này, con rắn này nó đâu có cắn ai đâu. Nhưng mà vẫn là threat. Thả rắn vô nhà người ta là threat. Nó vẫn tạo cho người ta sự sợ hãi đúng không anh? Vâng, thì đó là một chủ đề mà có lẽ là cũng chúng tôi nghĩ rằng là cũng rất là hữu dụng và cũng như là có ý nghĩa, bởi vì là người Việt Nam chúng ta thì đôi lúc chúng tôi cũng cảm thấy là mình cũng có đôi lúc là hơi chuyện cãi lộn thì thường ngày phải không anh? Nhưng mà mình lạm dụng cái chuyện đó mà mình không có lường trước được những cái hậu quả của nó đó. Thì nếu mà nói lên 7 điều vừa rồi mà luật sư nói đó, thì nếu mà mình biết 7 điều này và mình làm thì thật sự là mình phải biết thật sự là mình làm cái gì thì mình hãy làm. Đó. Thì đến kính thưa quý vị, đó là phần 1 của chương trình ngày hôm nay, và xin phép quý vị cho chúng tôi chuyển sang phần 2. Và trong phần 2 thì mời quý vị cùng tham gia với Làn Sóng qua cách gọi vào số điện thoại của đài là 713-429-4046. Quý vị có thể hỏi luật sư, để có thể trả lời những câu đố vui của luật sư Đế Vương đem đến chương trình ngày hôm nay. Thì bây giờ thì không biết là luật sư Đế Vương có câu Mà bữa nay cũng đồ cũ nữa. Hay là mình đổi kiểu, mình nhận quý vị gọi vô rồi hỏi những cái câu hỏi nào quý vị. Cái vụ mà bạo hành thì chắc nhiều quý vị nhiều câu hỏi. Không có cái đó. Chương trình của hai anh em mình là đố vui à. Dạ. Bây giờ đó là bữa đó đó thượng đế đó mới thấy ông Adam ông buồn quá. Tại vì thượng đế dựng lên một người đàn ông. Không? Nhưng mà thấy ông buồn quá thì thượng đế mới nói: "Hey, bây giờ tao sẽ nắng cho mày một người đàn bà." Để cho mày biết rồi. Lấy cái xương sườn ra. Đúng không? Cái này là chuyện ai cũng biết đó rồi. Thì tao sẽ nắng cho mày phụ nữ. Thì cái ông Adam mới nói vậy là what it cost me, nghĩa là cái này nó mất cái gì cho tôi, nó thốn hao cái gì. Thì ông thượng đế đó, tao sẽ làm cho mày một người phụ nữ là dễ thương nè, đẹp nè, là trước khi mày ngủ là quần áo ủi tắm rửa sạch sẽ hết cho mày ready to go. Lên giường sẵn sàng. Cơm nước sẵn sàng, con cái lo đầy đủ. Nằm để thẳng hết á. Thì ông Adam mới hỏi là như vậy là cost nhiêu. Ông đức thượng đế mới nói là cái này chắc là cost a lot á, cost cái ôm với cái leg luôn á, nhiều lắm. Cost là tay với chân luôn chứ không giỡn đâu. So ông Adam mới nói cái này hơi mắc à, nghe cost mà tới tay chân nữa, mắc quá. Thôi bây giờ tao có cái ba sườn, bây giờ con có cái ba sườn nè, thượng đế nắng giùm đi. Đó, thì thượng đế ok, ba sườn thượng đế nắng lên bà Eve, như là một người phụ nữ. Đó, thì một hai tháng sau, một năm sau thì ông trời ông mới nói làm sao rồi mày lúc này làm sao. Ông nói trời ơi là quá dữ quá, nói là thượng đế là hứa với con là người phụ nữ đẹp rồi, người phụ nữ dễ thương rồi, cơm đợi cơm nóng mà nhà ăn cơm nguôi không à. Bây giờ ông mét đúng không, Adam mét. Thì bây giờ câu
đố của luật sư Vương là ông thượng đế, thượng đế ông trả lời như thế nào? Ông trả lời gì? Có cho refund hay không giống như? Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, mời quý vị gọi vào là 7134294046. Ông thượng đế sẽ trả lời là sao khi mà ông Adam nói là bây giờ là không như người phụ nữ mà ban đầu mà hứa nữa. Nói đúng không ạ? Dạ. Vâng, chúng tôi mời quý vị trên đường dây ạ. Alo. Dạ. Alo. Dạ mời anh. Thượng đế nói là lúc đầu tôi kêu mày là cót là led với là hen mà mày không chịu, mày đòi lấy ba sườn thì làm sao anh ta có tay với chân mà làm được? Là ý anh làm sao là cái xương sườn cũng quan trọng mà. Wow. Cái này anh Hùng phải không anh Hùng? Không, giờ tên Đức. Đức. Anh Đức hồi đó giờ có trúng qua chưa? Lâu lắm rồi chưa trúng. Lâu lắm rồi chưa trúng. Bây giờ mình phải cho anh Đức trúng rồi. Yeah. Anh Đức không có nói hết giống ý của David. Hết ý. Nhưng mà không biết anh Đức biết cái câu này hay là anh Đức nhớ ở đâu ra. Không, tự suy nghĩ là. Tại vì anh nói là hai tay hai chân đến bốn cái xương lận mà con cái xương sườn thì là giống như là ít hơn. Thượng đế mới nói là hê mày. Mày đưa tao cái miếng xương sườn à, tao đâu có đủ. Hiểu không? Costco như cái len mà đưa có miếng chút tí. Thôi giờ sai đỡ. Giống như là tiền nào của đó vậy ông anh. Rồi cho anh Đức. Cảm ơn anh Đức nha và chúc mừng anh Đức. Rồi cảm ơn anh. Rồi. Ok. So bây giờ cái câu đố số 2. Ok. Cái câu giới số 2 đó là chúng ta biết á là con cọp á nó là dữ nhất ở trong rừng. Nè. Thì á con cọp này nó đi một đường nó gặp gắn, nó nói gắn. Mày biết ai là vua trong rừng này không? Chú gắn nói biết. Ông là vua. Mày nhớ nha, mày nhớ tao là vua nha. Đi hồi cái nó gặp con thỏ. Nói thỏ, mày biết ai là vua trong cái rừng này không? Nói biết. Ông là vua trong rừng này. Giỏi, mày nhớ chưa? Mày phải nhớ cái điều đó. Cái thằng hồi cái đi gặp voi. Cọp nó nói voi, mày biết ai là vua của rừng này không? Voi nín thinh nó cứ đi hoài. Cái ông la lên, ông nói voi, mày biết ai là chủ của cái rừng này không? Vua của cái rừng này không? Con voi nó đi tiếp tục. Cái con cọp nó tức qua, nó tán cái đít con voi một cái. Con voi nó xây qua. Nó quấn con cọp, nó thả cái gầm xuống một cái, đúng không? Chơi với. Và nó thấy xong rồi nó quấn thêm cái nữa, nó thấy cái gầm cái nữa, đúng không? Thì con voi nó mới sắp sửa làm cái thứ ba. Đó. Thì nó vừa làm cái thứ ba thì con cọp nó sẽ nói cái câu gì? Nói câu gì? Đố là con cọp nó nói câu gì? Mời quý vị cùng tham gia 7134294046. Dạ mời quý vị đang chờ trên đường dây ạ. Alo, dạ trời. Em gọi dạ đài để trả lời câu hỏi của luật sư David Vương á anh. Mời rồi. Chị. Rồi, cứ, mời. Chị cho tên luôn. Không sao. Đang nghe, đỏ hết rồi đó. Đang nghe. Chị lên tiếng đi chị. Dạ, dạ. Hello. Dạ, đang mời nghe. Chị. Dạ, cái câu trả lời, câu hỏi này là hôm bữa luật sư David Vương có hỏi rồi mà. À, đúng rồi, nhưng mà chị nhớ không? Trả lời. Dạ, chị nhớ không? Dạ, vậy cho em trả lời cái câu đó nghe. Dạ, à, trả lời câu đó. Dạ, lần trước luật sư Vương trả lời là con đó nó mới nói là làm gì dữ vậy, hỏi vậy thôi. Trả lời thì trả lời thôi chứ làm gì dữ vậy. Phải không anh? Này là nhớ kỹ. Cái bữa hôm qua đó là hồi thứ hai đó, David luật sư Vương đã lỗ nặng rồi. Bữa nay 220 nhớ câu này luật sư Vương là chứ trả lời vậy. Thôi bây giờ không? Chị cho chị biết tên gì đó chị. Dạ chị tên gì ạ? À? Dạ em tên Linh ạ. Linh. Ồ hồi đó giờ Linh trúng qua chưa? Dạ chưa có trúng bao giờ hết. Mày quá coi chương trình của luật sư Vương đó cho nên em nhớ cái câu trả lời này. Để dành bây giờ quý vị là để dành. Sao đến khi nào mà biết chắn là gọi vô là trúng chóc. Dạ. Vâng nhưng mà hôm nay mình cũng có hai người cũng rồi. Cũng mới ha anh Đức. Rồi chị cho Linh trúng đó. Thì cái câu trả lời sao anh trúng cái gì? Sao lấy anh? Dạ mời chị đến Mỹ Việt Service cho The Way Crash Golf Business nha. 20 Mỹ Kim gọi Việt Nam. Tại đây. Nha. Điện thoại gọi Việt Nam á. Đúng rồi. Dạ ở đâu anh? Ở Mỹ Việt Service trên Wheelcraft Golf Business đó chị. Gần quán Dì Tư đó, chỗ Phở Nguyên đó.
dạ em biết rồi ạ. Rồi chị ghé qua đó nha. Rồi dạ cảm dạ bây giờ cố tham á. Dạ đúng rồi, bây giờ cố gắng là trúng là phải trúng hai lần liên tiếp mới đã. Bây giờ đây là luật sư Vương đố nè, là tại sao con cá nó ở nước mặn? À thấy vậy không phải vậy đó. Tại sao con cá nó ở nước mặn? Chú Tâm nó mất tiêu bữa nay. Này bài cũ. Này bài cũ. Tại sao con cá nó ở nước mặn? Rồi à, tại sao con cá ở nước mặn? 7134294046. Rồi thử rồi. Ai lucky đây? Hello. Rồi mới nhất chú Tâm. Con cá ở nước mặn thì nó mặn hơn nước mặn. Sai. Nên là con đáp án của lần trước. Cá ở nước mặn. Sai. Trời, người khác không nói chuyện với Tâm nữa. Hello. Chú Tâm tức quá. Tại sao cá nó ở nước mặn chú Tâm? À mình hello. Dạ. Rồi mời anh. Này, cái này anh Hùng, anh Hùng. Hello. Anh Hùng phải không? Dạ không phải. Đức. Ok, anh Đức nói tiếng giống như anh Hùng rồi. Anh Đức tiếp tục. Rồi. Cá nó ở nước mặn tại vì nó có câu cá không ăn muối cá ương á. Ra phải vô nước mặn là không cho nó khỏi sao? Khỏi ương. Cũng được lắm nhưng mà bữa nay là sư Vương đẹp rồi đó. Nói chưa trước chưa á. Được à, cảm hello. Ơn anh Đức. Dạ hello. Yeah. Dạ mời chú. Con cá ở nước mặn này là con cá biển rồi. Cá biển. Tại sao con cá nó ở nước mặn? Hello. Rồi này là quý vị tức lắm là hồi lần trước có một câu cũng tương tự vô câu này. Khác à nghe. Chút nữa đi về giải thích cho nghe. Khác à, chứ lần sư Vương không có bịp đâu á. Rồi. Hello. Tại sao con cá nó ở nước mặn? Dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Đỏ hết rồi, không có lên tiếng là đổi á. Hello. Dạ. Rồi chú. Rồi. Cá ở nước mặn thì con cá này nó cá này mà bị ướp muối rồi nó mặn rồi. Cá này nó chết rồi. Cá chết ý là cá chết rồi. Hello. Yeah. Hello đang nghe. Hello. Rồi cá nước mặn dịch tại vì cá ở biển là biển mặn rồi. Thì giống câu của cô chú Tâm trả lời rồi. Cô có câu đáp án nào khác không? Đừng nói là nó là mắm. Cá Phú Quốc. Tại sao con cá nó ở nước mặn? Yeah. Ok. Rồi. Rồi hello. Dạ. Hello. Dạ. Mấy người đó đang bàn với nhau. Đang bàn. Mấy người đang bàn với nhau không cho nói luôn. Bây giờ mời quý vị chót nha. Nhân chương trình ngày hôm nay. Hello. Đỏ hết rồi đó. Hello. Yeah, dạ, cố gắng chú. Con cá ở nước mặn này tại gì? Tại gì? Chú tôi là chú tưởng tượng chú lại chú trúng rồi. Cá ở nước mặn gì nó bản thân nó là nó phải mặn hơn nước mặn đâu nó mới ở được nước mặn. không phải. Ok để mình trả lời cho chú rồi. Sai rồi giờ chú cúp đi. Bây giờ cảm ơn chú nha. Yeah, cũng như cảm ơn quý vị khán giả. Giờ mời luật sư Đế Vương. Cái câu của chú Tâm á, nếu mà nó trúng là nó như vậy nè. Tại sao con cá mặn nó ở nước mặn? Tại sao con cá mặn nó ở nước mặn? Thì câu trả lời là sao Quốc Bình? Thì cái câu hôm bữa đó là cái câu đầu của chú Tâm đó. Yeah. Là nó mặn hơn nước mặn. Còn cái câu đố này nó khác. Là tại sao con cá nó ở nước mặn? Nó thiếu chữ mặn thôi, con cá này nó không mặn. Con cá ở nước mặn. Rồi, giờ mời luật sư Đế Vương. Cái này á là David nhớ cái câu đố, cái câu trả lời của cái cô nào đó. Cô nói là tại vì má nó đẻ nó ra trong nước mặn. Này nó ở trong nước mặn. Hiểu không? Và bởi vì nếu mà má nó đẻ trong nước ngọt á. Yeah. Mà mình bỏ vô nước mặn thì nó chết. Yeah. Đó. Có cái cô nào cũng nói. Yeah. Ngày xưa long tham mà cô á. Mà bữa nay mới nhớ được. Đa số là như vậy. Nhưng mà hình như cũng có một số loài cá ra lúc mà nó đẻ ra nó ở nước ngọt. Xong rồi nó đi ngược dòng nó ra nước mặn đó. Đúng rồi. Cái đó là hơi kẹt rồi. Cái đó. Có con cá sao mình cái gì đó nó vậy đó. Nhưng mà cái thưa quý vị là cũng đó là một câu đố vui. Hy vọng là quý vị cũng vui với chương trình. Chương trình của chúng tôi đến đây cũng hết giờ. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và cảm ơn quý vị đã gọi và tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị vẫn còn những thắc mắc hoặc những vụ liên quan đến tai nạn xe cộ, những vụ về bảo hiểm,
Quý vị nhớ liên lạc văn phòng luật sư David Vương theo số phone trên màn hình để lấy cuộc hẹn. Hoặc khi quý vị đi Hồng Kông 4 nhớ ghé lên lầu 2 khu Hồng Kông 4, văn phòng của luật sư David Vương. Và đến đây thì xin chia tay cùng quý vị và chào luật sư David Vương. Yeah, chào Quốc Bình. Thank you. Good night.